Xin chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn xem bản tin cập nhật giá heo hơi mới nhất ngày hôm nay của ba miền Bắc, Trung, Nam. Kênh Nông nghiệp Vlog kính chúc bà con một ngày mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Hôm nay, lợn hơi tại cả ba miền không ghi nhận sự thay đổi giá. Theo ghi nhận, mức thu mua lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc. Miền Bắc duy trì mức giá lợn ổn định trong khoảng 56.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực được ghi nhận ở Thái Nguyên với 59.000 đồng mỗi kg. Giá giao dịch thấp nhất là 56.000 đồng mỗi kg được ghi nhận tại Lào Cai. Các địa phương còn lại đều giữ nguyên mức thu mua từ 57.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên. Lợn hơi tại khu vực này có giá dao động trong khoảng 53.000 đến 56.000 đồng mỗi kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 56.000 đồng được ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An. Bên cạnh đó, các địa phương gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại cùng ghi nhận mức giá 54.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Giá lợn hơi tại miền Nam. Thị trường lợn hơi tại miền Nam không có điều chỉnh mới, dao động trong khoảng từ 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực được ghi nhận tại Đồng Nai với 55.000 đồng mỗi kg. Giá thấp nhất khu vực là 52.000 đồng mỗi kg tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và Bến Tre. Ngoại trừ An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh có giá lợn hơi ở mức 53.000 đồng mỗi kg. Các địa phương khác trong khu vực cùng đứng ở mức 54.000 đồng mỗi kg. Nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc tiếp tục yếu, ngay cả khi nước này sắp bước vào mùa cao điểm dịp Tết Nguyên Đán đã cho thấy tình trạng dư cung. Khi thu nhập giảm làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình và đè nặng lên giá tiêu dùng. Năm 2023, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 9 năm. Trong khi chính phủ nước này đã phải can thiệp 3 lần để mua thịt lợn làm kho dự trữ chiến lược nhằm hỗ trợ giá, Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng tiêu thụ và sản xuất thịt lợn toàn cầu. Tuy nhiên, năm 2023, mức tiêu thụ đã giảm 1 triệu tấn xuống còn khoảng 54 triệu tấn. Bên cạnh đó, suy thoái có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất cho các nhà chăn nuôi nhỏ của Trung Quốc, những người vẫn nuôi khoảng 40% đàn lợn của nước này. Ngoài ra, các nhà sản xuất lớn cũng không tránh khỏi. Tập đoàn công nghệ sinh học Phúc Kiến Anong cho biết, họ có thể hủy niêm yết trong vài năm nữa do tiếp tục thua lỗ bởi giá thịt yếu. Các nhà sản xuất khác đã được mua lại hoặc bán doanh nghiệp để huy động tiền.